được 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 sẵn là quay luôn. Quay tụi em mà em quay cái gì mà làm cái này lên đi tao lên lên mất là ấn chuẩn lên xuống xấu làm nhá. Em không xấu đâu. Ở sao cái nhà tao đó. Mẹ nó cái chỗ vùng xanh mà ở đâu cứ trôi qua trôi lại là sao? Nhà bên này bố mẹ tao. Bố mẹ như mày đã sao là bố mẹ hay là con mày bên này mày cũng phải không được qua. Mày nói chuyện mày có chuyện không? Kiếm chuyện hả? Bây giờ tao gọi công an thôi sao? Tao gọi nghe chưa? Gọi đi. Rồi ok mày. Gọi đi. Tao chịu nhận luôn. Ăn quay. Mẹ nó thích mà cứ đi qua đã rào rồi mà cũng mò đi qua. Mẹ bao nhiêu người đã bị người ta tấn thì mày còn đi qua nơi khác chứ hả? Mẹ chứ người xa lại đến mua hàng thì mày mới đứng nào thôi. Tao nói cho mày biết. Ủa ông ơi, chích Covid đi chẳng nữa có đi ra nó cũng bám vô người nó, không phải chích Covid là không bị. Ngay cả bản thân ông cũng có thể nào tiếp xúc. Mẹ nó rào rồi còn đi qua đi lại hả? Thích tao tiếng hả? Thích lên nhà tao. Cái gì? Trời ơi, nghĩ sao? Chó má thì mẹ thích đăng lên mấy bài. Lô cái sức lô còn sớm mày. Tao thích tao đăng đó. Facebook của tao tao đăng á. Đăng rồi làm gì? Hả? Mẹ nhiều chuyện gì? Mẹ thích là đi qua là đi. Mày làm gì mày nhào vô? Mày quýnh đi mày nhào vô. Mày quýnh đi. Đụng đi mày nhào vô. Hả? Mẹ nó quay quân mẹ mày câm cái mỏ mày đi. Mày chửi tao tao chửi lại đó mày làm gì tao hả? Mày ném đi. Mày ném đi. Mẹ tao sang nhà cha mẹ tao. Sang nhà cha mẹ nhưng mà chỗ này đã rào là không có đi qua đi lại. Ảnh hưởng nhà người khác. Mày đóng đi, đóng đi. Mày đóng đi. Tao đứng nè, mày đóng đi. Tao đứng nè. Kéo sái thì mày đóng nữa. Mới mà cặc tao à? Mày mẹ mày ơi. Cái này là không cặc gì. Ơi. Bú lồn. Mẹ mày chứ. Thứ to miệng. Giờ tao thích tao nói đó. Mày không ấy thì mày không phải sợ. Mày không có thì mày không phải sợ nha. Mày đã chui được mày không phải sợ. Không sợ nhưng đi bắt nó đi mày làm gì? Tao thích đó. Tao ở chỗ này đó. Tao ở chỗ này đó. Làm gì? Tao đăng tao ở công khai đó. Tao đứng chỗ này đó. Tao để mày quýnh đi. Tao không phải nói xấu. Thấy mày mày cứ nói vậy đó. Nói thẳng mặt tao đi. Ủa? Thằng nào chui qua nói. Tao chui qua tao nói có ai qua tao chụp tao nói. Thằng nào tao đăng lên thằng chắc à? Mẹ mày á. Làm con cặc gì tao? Nè, nói nha. Anh ơi, cái mặt nó dơ lắm, đừng có để cho nó đúng gần dơ lắm. Ơi dơ. Nói nha, sau chuyện này nha, tôi đưa cái clip lên đừng có tắt nghe chưa? Nghe chưa? Nghe đừng có nói gì nghe chưa? Tao nói trước nha. Mẹ nó chứ. Mẹ. Cái cột nó bên kia không có cửa nào để mà nói cái xây cái cột này hết trơn á. Đừng có nói cái cột gì đây hết trơn á. Tôi không quay đó. Không quay đó làm gì? Thuê đi, thua đi. Mẹ nghĩ sao nguyên A3 sư quá trời người đi bắt nè hả? Mẹ. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ ai mà bay thì mà nếu mình bây giờ nói xấu cái không có gì. Nói xấu cái gì? Ủa? Tao cần gì phải nói chuyện với mày? Tao cần gì nói chuyện với mày? Mẹ nó cứt không à? Mẹ nó cái thứ gì đâu? Thứ chó má không bị khỏe rào mà tụi bay dám đi đúng không? Còn tụi bay nói tụi bay rào thì nói làm cái gì nữa? Mẹ chứ.
tao cũng chẳng cần to mồm với tôi lại như nhà mày. Mẹ cái thứ nhà mày, cái thứ nhà mày, cái miệng nhà mày, đứa mày đứa chửi đàn bà. Mày mà chửi đàn bà. Mụ má mày dân, tao thử với mày. Mày chửi không lại, mày thử chồng mày vẫn chửi, nói chồng mày đây đừng có chửi đi. Mày cầm cái miệng chó mày lại đi, cái miệng mày chó mày đừng có nói nghe chưa. Mẹ. Mẹ. Cái loại mày mà sống to đó thì cái xóm này đéo bao lần chơi nhà mày. Mày thử, mày thử xem từ đầu xóm đến nhà có ai chơi với nhà mày không? Nhà mày hay lắm, nhà mày giỏi, nhà mày có lắm. Mẹ. Thì đó mặt nhà mày. Mẹ có thử nhà mày. Mày thử đâu nhà mày thử coi cái đứa đàn ông mày nói chuyện đi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây cũng có muốn vào bên này thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhá. Còn nhà mày nhá. Nhà mày là chỉ có thế thôi. Đó, đó mày thấy chưa? Tao nói cho tụi bay biết, rào thì đừng có mò qua bên này, đừng có chui qua bên này cũng được. Thì đó thì đúng rồi, cứ qua đi, tao đâu nói gì. Nhưng mà tao nói cho biết. Quay đi, quay này, quay đưa lên. Đúng rồi. Quay đưa lên. Anh quay đi. Quay đi mà đưa lên. Dơ, dơ cái con mẹ mày. Mẹ thứ mà dơ hơn. Tao nói cho bay biết, mẹ cả cái chó mà sủa mà còn sủa bay. Chó mà còn sủa bay. Chó mà sủa bay. Đúng rồi, cả loại được hơn. Má mày chứ. Má mày nha. Mày nghe chưa? Nha. Được rồi.